ngày hội mặt nạ nhà gái và cùng tất cả các bạn trẻ thanh niên nam nữ có mặt tại hội trường ngày hôm nay. Một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Và anh cũng chúc hai em là hãy giữ mãi tình yêu chúng mình và xây dựng hạnh phúc gia đình của chúng mình và sống có tin vui. Anh sẽ hát tặng hai em ca khúc Thuyền và Biển của cố nhạc sĩ Phan Lê Hiền. Và cũng như là gửi tới tất cả hội trường một ca khúc, xin một tràng pháo tay thật lớn để cổ động viên trên sân chơi với mọi người. Xin mời. Vâng, xin mời các bạn. Xin được cảm ơn MC Đăng Ngọc.